Hay mình đi du lịch mũi Cà Mau các bạn. Mình mới vô cổng luôn ha. Ở xa xa nó có là cái cột cờ các bạn, cột cờ mũi Cà Mau ha. Rồi mình lại cột mốc mình quay cho bạn xem nè, cột mốc 00 các bạn. Ở mũi Cà Mau. Rồi mình bị đi check-in ha các bạn. Từ nhà mình tới mũi Cà Mau thì 70 cây số các bạn. Mình ở 5 căn ha. Còn đây là đất mũi thì địa phận của huyện Ngọc Hiển này. Cà Mau. Thì từ nhà mình chạy tới đất mũi 70 cây số. Rồi đầu mình chuẩn bị mình lên tham quan cái điểm này trước các bạn. Để có ghi rất rõ ha. Đường Hồ Chí Minh, đây là điểm cuối nha các bạn. Điểm cuối của đường Hồ Chí Minh. Để mình quay km đây. Km là 2436. Thì quốc lộ 1A thì cũng nối liền với cái đường này các bạn. Thì đây là điểm cuối cùng của quốc lộ. Nè, đây đường Hồ Chí Minh các bạn. Mình phóng to cho bạn xem nè. Đây, đường Hồ Chí Minh. Điểm cuối Cà Mau. Km cuối cùng là 2436 các bạn. Đây là điểm cuối của tuyến đường Hồ Chí Minh các bạn. Điểm cuối có tuyến lộ quốc lộ 1A. Rồi đầu mình lên đây mình check in cho các bạn. Đây. Thì như tới đây là hết lộ các bạn. Tại vì ở tới điểm cuối cùng cực nam luôn rồi. Cực nam của Tổ quốc rồi. Đây là hết lộ các bạn. Điểm cuối cùng của đất nước các bạn. Rất là đẹp các bạn. Mình cũng ở người Cà Mau nhưng mà mình khoảng 3 năm nay mình mới trở lại nha các bạn. Lúc mình đi 3 năm trước thì chưa có mấy cái biểu tượng này ha. 3 năm nay mình mới trở lại mình quay các bạn. Đây là điểm cuối của điểm cuối Cà Mau, của đường Hồ Chí Minh, điểm cuối cùng quốc lộ 1A. Xa xa nó lại cột cờ nha các bạn. Quá đẹp rồi, 3 năm trở lại rất là đẹp. Đó là cái nhà hàng ở dưới mấy sông các bạn. Tiếng bờ kè. Bờ kè này là bảo vệ cái vành đai của cái bờ biển cực nam các bạn. Đây. Cái bờ kè ở mũi Cà Mau các bạn. Rất là kiên cố ha. Bắt đầu mình đi dọc cái bờ kè cho các bạn xem nha. Này mũi Cà Mau các bạn. Này cái bờ kè ở mũi Cà Mau nè. Cái biểu tượng cái đường Hồ Chí Minh điểm cuối cùng ở trên đó hai bạn. Rồi mình xuống cái tiếng bờ kè mình đi dưới đây. Hiện tại là mình đang ở bờ kè dọc mấy sông này. Bờ kè biển mũi Cà Mau. Tiếng bờ kè rất là đẹp hai bạn. Điểm cuối cùng cực nam các bạn. Đúng là gọi là điểm cuối cùng bản đồ Việt Nam luôn á. Nay mình đi ngày thường nên cũng không có khách vậy bạn. Đây cũng có mấy đoàn khách này đi ít. Chứ mình đi ngay chẳng cái dịp thứ bảy chủ nhật cái đông ha. Cái này mình đi cho ngày lẻ ngày thứ cũng không có khách nhiều các bạn. Rồi xuống quay cua. Chưa có biểu tượng con cua cũng rất là bự nha. Rồi mình cũng quay cho bạn xem. Hiện tại là mình đi theo cái dòng của tiếng bờ kè nha. Phái đoàn mình đi thì cũng người Cà Mau không ai. Anh em ở Nông Căn. Rồi có mấy anh em ở huyện Cái Nước ha. Phía xa xa là Hồng Phai các bạn. Hồng Phai á, Hồng Phai Cà Mau. Đây là cái điểm mà nãy mình đi đó bạn, cái điểm km cuối cùng của đường Hồ Chí Minh rồi. Mình ra tới đây mình thấy Hồng Phai rất là to ha. Mấy cây số các bạn. Rất là đẹp. Hồng Phai các bạn. Còn đó là mấy cái máy của mấy bạn đi đánh cá các bạn, đánh chặt lú á, ở ven biển nha, ở trong mé, đi vào nhỏ ha, chặt vào cái lú ở trong mé các bạn, lâu cua cá, bờ kè cũng khá là dài các bạn, mình đi mới được con đoạn rồi, và tiếp tục mình đi tiếp tục bạn, cảnh rất là đẹp, rồi hết đoạn bờ kè thì mình tới cái ngôi đền các bạn. Đền này đền thờ Lạc Long Quân. Đây là đền thờ Lạc Long Quân nha các bạn. Mình cũng chuẩn bị vào nha.
đền thờ là Long Quân nha các bạn. Đền thờ là Long Quân. Cái bên là như là mẹ Âu Cơ vậy. Đây, mẹ Âu Cơ. Giếng ngôi đền Lạc Long Quân nha các bạn. Xa làm bờ kè ngoài kia giờ mình đang đi trong. Để bắt đầu mình chuẩn bị mình tiến tới cầu cờ nha, cũng cỡ 3-4 năm rồi không xuống nha các bạn, đổi mới quá nhiều. Lúc trước xuống thì cái cầu cờ này mới đổ cái móng thôi nha, 3-4 năm sau thì có cái cầu cờ này luôn rồi. Khu du lịch Mũi Cà Mau, cái khu nước này quá mát, gần nước nha. Đây cái nước này, nước nó có cái rễ nó bám chứ. Thì cái mũi này thì đa số là cây nước cái mắm mà, này cái nước quá đẹp, mát quá. Còn mình chuẩn bị mình tiến ra cầu cờ nè. Đây là cái bờ đê trong ha, nãy mình đi bờ đê ngoài. Đây quá trời nước lớn, nước này lâu năm dữ. Không bị ra cho cục cờ à. Mình có cái đường dẫn lên đúng không? Ừ, có đường lên. Hồi mình trả xem các bạn. Đây cục cờ. Đi lên đó thì hình như cái không có, nó có cầu thang giống mà. Còn mình có đường có đi có vòng lên đi đê trển mà. Cầu chính này lên chưa tới, nay ông Lao cũng lên chưa tới rồi. Hiện tại là mình tới chỗ cục cờ các bạn. Cục cờ ở Mũi Cà Mau. Đây, ở đó Mũi Cà Mau các bạn. Nói chổng có cái đường lên nhé, đang hồi chổng mình lên thử nha các bạn. Hiện tại thì mình đang ở dưới mới có tới chỗ à. Để chuẩn bị mình tiến vào mình lên cọc cờ xem nó thế nào các bạn. Cọc cờ. Này chắc mình đang mua vé rồi ta, phải không? Vô đại mà. Rồi, rồi mình đi vô lên chảnh có cái đường lên cọc cờ nha. Cái đồng quay xuống chắc có góc quay rộng. Mày dắt con chứ không? Ừ. Trời nó rộng kìa. Quá rộng trời. Nó mà thấy nó nhỏ mà vô đây nó rộng dữ. Rồi đi lên, lúc là trời nó rộng. Rộng quá. Ở ngoài thấy nó nhỏ quá trời rộng vậy.
Rộng dữ luôn Thường. Đây rộng dữ trời. Ai biết đây ngoài nó nhỏ vậy mà. Trời ơi nó bự. Quá rộng các bạn. Mà chín đi chứ, mà chín lên liền. Rồi bắt đầu mình đi lên nha. Đây rất là rộng các bạn. Ở ngoài mình nhìn thấy nó nhỏ ha, nhưng mà quá trời vô đây không gian rất lớn các bạn. Đây là cái đường lên cột cờ ở Cà Mau nha. Nó dẫn mình tới đâu đang biết, không biết có đường lên đúng không? Đây, tiếp tục là đường lên này. Đây, mình đang ở tầng thứ hai nha, đây tầng trệt, tầng lầu. Rồi. Đường lên cột cờ mũi Cà Mau các bạn. Ở ngoài mình nhìn thấy nó nhỏ nhưng mà vô đây nó rất là rộng các bạn, lớn lắm. Là xa các bạn. Các bạn kia đi tới chỗ đó rồi. Xa vậy. À cao dữ à. Thôi thì có đó bạn. Trên đó được 9 tầng này. Từ đó lên tới 9 tầng. Đây hiện tại là mình đi tới coi 1 2 3 4 các bạn. Quá trời cao rồi. Thôi, tiếp tục mình đi tiếp coi. Lên tới trên cao để cho anh xem nha. Cái cọc mấy cầu thang nó cũng có mấy cái lỗ thông gió các bạn, nó mát ha. Có lỗ thông gió rất là nhiều. Lỗ thông gió này mình nhìn thấy ngoài. Hiện tại mình đang mới có thứ năm, bốn. Ôi trời còn nhiều bạn ơi. Nó mới tới. Rồi tiếp tục đi rồi. Xa quá ai. Đi cho kẹp. Đó, nãy giờ mình đi được nhiều đó bạn. Lần dưới đó đi lên. Hiện tại mới tới đây thôi. Còn nữa coi à. 1, 2, 3, 4 nữa. 4 tầng mới tới. Lỡ đi phía tới tận cùng các bạn, quay cho bạn xem. Mày cọc cờ mũi Cà Mau. Mấy tầng ta? 9 tầng hả? 10 tầng. 10 tầng nữa nha. Đó, 10 tầng. Thì đây dưới 10 tầng các bạn. Đây là trên đỉnh cao của cọc cờ Cà Mau. Nè. Mình quay ra ngoài cho bạn xem này. Đây mình ở ngoài cửa sổ quay nè bạn. Trên tầng thứ 10 này, cái khuôn viên nãy mình chụp hình ở dưới đó bạn. Hình mình đang ở trên đỉnh của cột cờ luôn ha. Tầng thứ 10. Cái đền thờ Lạc Long Quân Thiệu Cơ đó bạn. Hình khối tụi xem. Lên đây quay rộng rất là đẹp ơi. Đi đây mệt mình nói chuyện mệt luôn rồi. Đang mệt lộ cao quá nữa các bạn. Cái đền thờ Lạc Long Quân Ngạo Cơ nó đó, đó. Mình lên tới đỉnh này. Bãi bồi đó ha. Quay rất là rộng. Mình đang đến cột mốc các bạn. Đây là cột mốc 00 nha. Cột mốc cuối cùng ở trên bản đồ Việt Nam luôn các bạn. Đây cột mốc mũi Cà Mau. Đây gần nước rất là đẹp nha các bạn. Đây gần nước mũi Cà Mau đây. Đây là cột mốc quốc gia các bạn. Cột mốc tọa độ quốc gia mũi Cà Mau. Đến đất mũi là phải đến chỗ này nha các bạn. Đây điểm này là điểm mà bạn chụp hình rất là đẹp. Chứ mình lưu lại kỷ niệm nha. Tại vì đây là cột mốc cuối cùng của nước mình luôn nha các bạn. Tại đây mình cũng chụp vài tấm hình nha các bạn.
Đây là gừng đước ở mũi Cà Mau các bạn. Mấy cây đước này cũng lâu năm lắm các bạn. Mấy cây đước mà cả chạng cỡ này cũng khoảng từ 20 tới 30 năm mới được cây này các bạn. Phải hơn nữa. Mấy cây đước ở nhà mình thì không bự cỡ này ha. Mấy cây này chắc có tầm hai mấy 30 năm. Một trở lên nữa các bạn mới được mấy cây đước này nha. Quá đẹp các bạn. Nó có cái ghế nó đưa xuống nè bạn, nó bám nó chống chọi nha. Thì nó cũng khá cao các bạn, nhìn nè. Mấy cây này cũng tầm trên 10 mét các bạn. Hơn 10 mét à. Vậy nó có cái hàng ghế nó chống chọi lại các bạn. Nó mấy chân ghế nó chịu lại.